Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Putin yêu cầu Trung Quốc viện trợ quân sự. Hiện nay cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày một trở nên khốc liệt và Nga cần rất nhiều các phương tiện bổ sung. Với hơn 2 triệu binh sĩ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quân đội lớn nhất thế giới, được trang bị vũ khí mạnh mẽ, có nhiều chiến hạm hơn bất kỳ quốc gia nào khác và vô số vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, nhà nước khổng lồ này phần lớn vẫn đứng ngoài cuộc xung đột tại Ukraine. Chưa có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc có thể đáp ứng những nhu cầu viện trợ lớn của Nga hiện nay với những chiếc xe tăng và các phương tiện bị cháy nổ khắp nơi tại Ukraine. Đây là hình ảnh ông Putin với lời kêu gọi viện trợ từ Trung Quốc được báo chí quốc tế đăng tải gây sốc khắp nơi. Hiện nay, Nga được cho là đã yêu cầu các nước láng giềng giúp đỡ về quân sự và kinh tế. Điều này được báo Financial Times và đề cập với các tuyên bố của các quan chức chính phủ Hoa Kỳ. Yêu cầu giúp đỡ được cho là đã làm dấy lên lo ngại trong Nhà Trắng rằng Bắc Kinh có thể làm suy yếu các nỗ lực của phương Tây trong việc hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Ukraine. Juncker, 45 tuổi, cố vấn an ninh của Tổng thống Biden, cảnh báo Trung Quốc trên kênh CNN rằng chúng tôi liên lạc trực tiếp với Bắc Kinh rằng sẽ có hậu quả trong bất kỳ trường hợp nào nếu họ cố gắng lách các lệnh trừng phạt. Được biết, Trung Quốc và Nga từ trước đến nay luôn có mối quan hệ ngày càng nồng thắm, nhất là sau khi các nước phương Tây trừng phạt Nga vì vụ đánh chiếm và chiếm Crimea của Ukraine. Đây là hình ảnh Đức đã quyết định tịch thu rất nhiều tài sản, trong đó có du thuyền của tỷ phú Nga theo lệnh trừng phạt. Những chiếc du thuyền này trị giá nhiều trăm triệu USD. Sullivan cũng đã gặp các nhà hoạch định chính sách và đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc như Yang tại Rome, Ý vào hôm thứ Hai. Trong chương trình nghị sự sẽ thảo luận cả về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine. Nhà ngoại giao Chechen là đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ trong một số năm trước đó. Cho đến nay, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về những vũ khí hoặc đạn dược mà Moscow hy vọng sẽ nhận được từ Bắc Kinh. Ngoài ra, Nga đã yêu cầu hỗ trợ kinh tế để hạn chế tác động của lệnh trừng phạt. Và điều này rất khó cho Trung Quốc, vì khi Trung Quốc nhúng tay và ủng hộ Putin thì sẽ bị các nước phương Tây trừng phạt. Và cũng không rõ Trung Quốc đã phản ứng như thế nào trước yêu cầu từ Nga. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố với Washington Post rằng họ chưa bao giờ nghe về yêu cầu này. Một phát ngôn viên tuyên bố Trung Quốc sẽ ủng hộ mọi giải pháp hòa bình. Nhà Trắng không đưa ra lời bình luận nào. Từ trước đến nay, Nga và Trung Quốc đều có những lần đi đêm với nhau. Đương nhiên, những hình ảnh và thông tin đó khó có thể được phô ra trước truyền thông quốc tế. Đây là hình ảnh ông Tập Cận Bình gần đây nhất đã tuyên bố hợp tác không giới hạn với Putin trước cuộc chiến xâm lược của Nga vào Ukraine đã xảy ra. Và điều này dường như Trung Quốc đã biết trước, nhưng họ cũng bất ngờ vì Nga đã tấn công quá sâu vào lãnh thổ của Ukraine. Chính phủ Mỹ trước đây cũng đã cảnh báo công ty Trung Quốc và các công ty ở nước này nếu giúp Nga lách luật trừng phạt, theo đó các công ty Trung Quốc cũng có thể trở thành mục tiêu của biện pháp trừng phạt tiếp theo của Mỹ. Họ nói, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng không chỉ Trung Quốc hay bất kỳ ai khác đều phải chịu trách nhiệm nếu tiếp tay cho Nga vào cuộc xâm lược này. Ông Sullivan đã nói với đài truyền hình NBC vào hôm Chủ nhật vừa qua như vậy. Tờ báo New York Times đưa tin các quan chức Mỹ tin rằng có thể thuyết phục được Bắc Kinh giữ khoảng cách với sự ủng hộ đối với Moscow. Do đó, giới lãnh đạo Trung Quốc có thể hài lòng với việc chỉ ủng hộ Putin bằng hình thức tuyên truyền miệng. Đây là hình ảnh chính phủ Trung Quốc cũng bất ngờ và buộc phải sơ tán tới hơn 6.000 người Trung Quốc khỏi Ukraine khi chiến sự nổ ra bất ngờ và người Trung Quốc không kịp di tản. Cùng lúc đó thì Đại sứ quán Việt Nam lại nói người dân ai ở đâu ở đấy thật rất nguy hiểm cho họ. Cố vấn an ninh quốc gia Sullivan cũng tin rằng Trung Quốc đã biết về cuộc chiến xâm lược, nhưng nói thêm rằng Bắc Kinh có thể không biết toàn bộ kế hoạch của nhà độc tài Nga
và rất có thể Putin đã nói dối họ cũng như những người châu Âu và những người khác. Kính mời các bạn xem bản tin Nhà độc tài Putin và những điều dối trá của ông ta. Cuộc chiến tại Ukraine vẫn diễn ra rất khốc liệt và sự thật về quân đội của Putin như thế nào chúng ta cũng đã được chứng kiến trong thời gian vừa qua trên chiến trường. Với những vũ khí lỗi thời, nhiều xe tăng đáng được vứt vào sọt rác nhưng nó vẫn đủ để giết người hàng loạt. Và cứ như thế, cảnh những cánh đồng quê, những khu nhà của Ukraine bị bắn, phóng hỏa, đốt cháy không ngừng. Đây là hình ảnh những phương tiện chiến đấu cổ lỗ của Nga được đưa vào chiến trường tấn công xâm lược Ukraine đã bị tiêu diệt và bỏ lại hàng loạt. Nhiều binh lính Nga đã chết ở đây. Vào năm 2020, nhà độc tài Nga Vladimir Putin còn tuyên bố rằng không ai muốn chống lại chúng tôi và ca ngợi sức mạnh của các lực lượng vũ trang Nga rằng Moscow sở hữu hệ thống vũ khí tấn công mà thế giới chưa từng thấy. Nhưng thực tế ở Ukraine khác xa với những tưởng tượng về vũ khí thần kỳ của nhà cầm quyền tại Điện Kremlin. Báo chí Đức giải thích về tình trạng tệ hại của quân đội Nga ra sao. Về hậu cần và bảo trì rất kém. Đây là điều chúng ta có thể thấy với hàng đoàn xe xếp hàng dài tại các nẻo đường tại Ukraine. Và nhiều chiến xa của Nga đã bị nằm lại trên chiến trường. Lý do là thiếu bảo dưỡng, sử dụng vật liệu rẻ tiền như lốp xe của Trung Quốc và khó khăn trong vấn đề cung cấp nhiên liệu. Và trong số các đơn vị xâm lược, hầu như không có bất kỳ phương tiện cứu hộ nào để giải cứu các thiết bị đã bị bỏ lại. Ngay trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc xâm lược, các báo cáo về tình hình cung ứng tồi tệ đã chồng chất, thậm chí trong một số trường hợp, binh lính Nga còn thiếu cả lương thực. Và chúng ta đã chứng kiến họ đã phải dùng những lương thực từ năm 2015, rất lâu rồi. Và hầu như đã hết hạn. Đây là hình ảnh hết xăng dầu không được tiếp tế, xe quân sự Nga bị vứt lại trên mọi đảo đường tại Ukraine. Những chiếc chiến xa này có giá trị nhiều triệu đô la đã rơi vào tay quân Ukraine. Xe tăng chiến đấu không được bảo vệ. Mặc dù nhiều xe tăng chiến đấu được trang bị thiết giáp nổ phản vệ và một số còn được trang bị cái gọi là EEA mềm loại 4S2, nhưng chuyên gia quân sự Phần Lan Petri đã nhận xét rằng tuy nhiên xe tăng chiến đấu của Nga khó có thể đối phó với các loại vũ khí chống tăng hiện đại. Hệ thống bảo vệ SOTA-1 hoàn toàn vô dụng trước các vũ khí tấn công của các khối NATO. Và bom thì không hề có điều khiển. Cũng như ở Syria, không quân Nga dựa vào sức mạnh tàn bạo của thuốc nổ. Đó là loại bom rơi tự do, loại M-62 không có điều khiển với 500 cân thuốc nổ. Không giống như các lực lượng vũ trang phương Tây, không quân Nga có rất ít bom dẫn đường chính xác. Kết quả là các phi công khó có thể thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích, phải bay càng thấp càng tốt trong các đợt bắn phá, dọc đường nhằm vào mục tiêu và do đó bay trong tầm ngắm của vũ khí phòng không của Ukraine. 4 máy bay ném bom Su-34 của Nga được đưa vào hoạt động từ năm 2011 đã bị phá hủy và bắn rơi hoàn toàn. Đây là hình ảnh bom không được điều khiển với chất lượng kém, nằm vương vãi khắp nơi và quân đội Ukraine cũng như người dân phải khiêng về để phá ngòi nổ. Lập kế hoạch và đào tạo kém. Meke nói tiếp, tôi rất ngạc nhiên vì sự thiếu hụt các cơ sở kỹ năng cơ bản của người lính. Các đơn vị không được bảo vệ sườn của họ, các trại cũng không được bảo vệ. Ngoài ra có thể nhận thấy không có sự hợp tác nào ở cấp đại đội. Và Nga thì vốn rất nổi tiếng về việc tham nhũng tràn lan và ngược đãi. Và Nga có quy định rằng có 12 tháng nghĩa vụ quân sự nhưng những người có tiền có thể trốn nghĩa vụ quân sự thông qua hối lộ. Chỉ những người nghèo nhất trong những người nghèo mới phải vào lính. Vì vậy, sau đó những người lính nghĩa vụ thường bị ngược đãi, thậm chí việc giết người cũng không phải là hiếm khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều này khá giống tại Việt Nam, lính cũ bắt nạt lính mới. Các đơn vị xâm lược Ukraine dường như bao gồm phần lớn là nghĩa vụ quân sự đã buộc phải thi hành nhiệm vụ tại nơi chiến trường khốc liệt, vì vậy họ không có động lực gì cả. Đây là hình ảnh lính nghĩa vụ non trẻ của Nga bị lừa đưa đến chiến trường Ukraine, bị bắt trong đói khát, được người dân
cho gọi điện thoại về với gia đình. Khả năng phòng vệ kém cỏi và đặc biệt ở lĩnh vực phòng không của Nga. Huyền thoại được đưa ra bởi Điện Kremlin rằng Nga có hệ thống phòng không mạnh nhất cũng đã tồn tại ở phương Tây trong một thời gian dài. Chúng bao gồm tên lửa phòng không Patria S-1 được đưa vào trang bị năm 2012. Các hệ thống tên lửa Patria cho đến nay đã được sử dụng ở Syria, Libya và Armenia cùng nhiều nơi khác. Đối với ngành công nghệ vũ khí của Nga, việc đưa các hệ thống này vào sử dụng đã trở thành nỗi ô nhục. Hơn một chục hệ thống Patria đã trở thành nạn nhân của máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều hệ thống tên lửa Patria đã bị phá hủy ở Ukraine dưới làn đạn của máy bay Ukraine. Đó là những chiếc máy bay được điều khiển từ xa. Tuy nhiên, bất chấp mọi vấn đề khó khăn, hỏa lực của quân đội Nga vẫn gây chết người, đặc biệt là đối với dân thường vì bom đạn được vung vãi khắp nơi.